Dựa trên kinh nghiệm tư vấn của trường thì việc mà chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc là chuyển hướng, chuyển hẳn một hướng khác, thường họ gặp vấn đề gì khi mà chuyển đổi mô hình như vậy? Cho mình chia sẻ thành ba cái lời khuyên rất là căn bản thôi. Số 1, nếu thấy mà không làm được nữa thì nên về phải đi ngay từ bây giờ, đừng có đắm ăn xôi. Đó là cái lời khuyên số 1. Lời khuyên này có thể khiến cho rất nhiều anh chị tổn thương, nhưng đó là lời khuyên thực sự. Tại vì đây cash on hand, cash on hand là tiền trong tay, mà cash đó là vì sao mà người ta gọi là cash flow. Cash flow ở đây hiểu là tiền ít hay nhiều không quan trọng, nhưng nó phải chảy. Thành ra nó không có gì để chảy thì mình hy sinh. Người của mình cũng vậy, máu ít hay nhiều không quan trọng, mà nó không chảy là hy sinh. Thành ra lời khuyên số 1 rất là chân thành, nhưng mà nó là không dễ để nghe, đó là stop đó. Lời khuyên số 2, nếu không được nữa thì ngủ đông. Ngủ đông chờ thời, để mà không sao cả. Anh Hùng 10 năm chưa buồn, ngủ đông chờ thời. Biết đâu chờ thời xong là có cái thời khác, giống như ông Lý Gia Thành vậy nè. Lý Khai Sinh, Lý Gia Thành là một trong những ông chuyên gia về những lĩnh vực như thế này. Còn số 3, đúng như anh Khánh nói là mình phải chuyển hóa mô hình. Thì trong business model, mô hình kinh doanh mình có một cái hình thức là transformation, mình qua việc khác luôn. Và cái này rất nhiều doanh nghiệp SME hiện nay mà trường được biết là người ta làm cái việc khác, không phải là việc bây giờ. Mình hiểu rằng là cái việc mà như mình nói nó không hề dễ nghe và không hề dễ làm, tuy nhiên mình hãy chấp nhận sự thật như vậy. Nhưng mà mình nói lại là mình rất thích cái tề là đông nguy cơ cơ. Mình chia sẻ hai cái nguy cơ này cho các bạn nè. Thứ nhất, đây là thời điểm đông đa là sót về đến lại. Thì sót về đến lại á, ông to ông nhỏ gì cũng chết á. Mà thời điểm này ông to chết hy sinh hơn rất dễ hơn rất là nhiều. Bây giờ là sao trong một sách chiến chiếc voi của mình á, mình ghi rất rõ là chiến muốn thắng voi thì những thời điểm này mới là thời điểm quan trọng nè. Thứ hai là khi mà bắt đầu sót về đến lại, tất cả mọi người vào pit stop, mọi người vào cái điểm xuất phát, thì ông to với ông nhỏ chưa chắc ông to chạy nhanh mà ông nhỏ.